Xin chào mọi người đang xem kênh Sừng Sơn TV. Hôm nay mẹ của mình sẽ ăn món cá sống quàng ơi cho mọi người xem nha. Mình không biết con cá này bên Việt Nam tên gì luôn, tại hồi nhỏ không có ở gần miền biển, ở Kiên Giang nhưng mà ở trong ruộng á mọi người. Con cá này bên Việt Nam có nhưng mà không biết tên gì nè. Nó tự tự như cá lưỡi trâu nhưng mà không phải cá lưỡi trâu nha. Thì nó còn sống, mẹ mình mới mặn. Con cá này bên Hàn Quốc gọi là quàng ơ. Bây giờ cúc cứ là tụi mình sẽ... À, cái tốt tà đi à, cô? À, nhưng mà nhìn nó giống một con... Tốt tà đi à, quàng ơ, có đá. Tốt tà đi nè, nụ nhì yếu chút cơ tục, quàng ơ đi yếu chút tổ bụng à. Nhìn nó giống một con cá gì mà. À, nụ 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 nụ. Cái con kia mọi người y chang con này luôn, mình để nấu canh ngải cứu ăn á, mà nó khác một chỗ là con mắt của nó, con mắt của nó xéo qua bên, còn con này thì con mắt nó nằm chính giữa, rất là ngộ luôn. Bây giờ mình sẽ rạch một đường trên lưng của nó ra, sau đó mình sẽ lóc thịt của nó để chấm với lại tương ớt ăn sống, rất là ngon luôn. Tại vì người Việt Nam của mình không có thói quen ăn thịt cá sống á, chứ nếu như mình ăn gỏi cá sống nên nhiều có là mình sẽ ghiền luôn á mọi người, thật sự luôn á. Thịt nó tươi mà nó trắng phiếu mà nó ngon dễ sợ luôn. Đặc biệt là khi làm gỏi cá này á, mình không có được để cho thịt cá nó dính nước. Nếu như mà nó dính nước là ăn vô là bị đau bụng liền, tiêu chảy liền. Mần thịt, lóc thịt cá gỏi sống cũng là một kỹ thuật đó mọi người. Chỗ ăn. Ê, chỗ ăn đâu. Rồi bây giờ mời mọi người ăn với em trai ruột của chị Sơn nha. Đây là em trai ruột của chị Sơn. Ông ơi đi, em muốn số kè. Em muốn số kè à? Nè. Ủi, chơi mạng mẹ. Nè gà chơi khôn nụa. Nè. Yêu sao, nè gà yêu sao chẳng. Em trai ruột, em trai Úc của chị Sơn, cách chị Sơn 10 tuổi nha mọi người. Mạng mẹ. Còn mẹ mình là chị gái cả. Cho mẹ mình thì có... Còn anh nói cho hết rồi. Xin mắc ăn không có chào được. Ý là hết rồi. Ý anh nói theo hết rồi. Xin trên mẹ mình á, thì còn có hai người anh trai nữa. Nhưng mà nếu tính như chị gái thì mẹ mình là chị cả. Ủa nhỉ, chị ấy xăm chung. Mẹ mình á, cậu chồng chung chung à. Về quên. Thì bây giờ cá là mình sẽ gói thịt, có lộn gói rau. Ôi là chân miếng sàn đâu hết tất tạ. Mẹ mình nói bữa nay giới thiệu nhân vật mới cho nên là ăn gỏi đó. Mình muốn chấm đậu tương thì chấm đây. Đậu tương nè, hoặc là tương ớt đó, hoặc là kim chi. Thêm miếng kim chi lên nữa là ngon lắm mọi người ơi. Thêm mặt nhỉ. Trời ơi, trong tháng này hẳn chẳng mát xì xì. Mát xì tựa tay.
한번 줄까? 아, 괜찮아요. 어? 이거 봐라. 맛있다. 매매 넣어 있죠. 미인 좀 있냐. 괜찮아요. 속이 안 좋아요. 좀 đồ không có được khỏe lắm cho nên không dám ăn đồ xấu. Chứ mà cũng thèm lắm mọi người ơi. Ừ. 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 지금 뒤지는데 이제 em đi. Cái phần thịt bụng á là cái phần thịt ngon nhất luôn á. Mình có ăn kèm với lại rau xà lách và rau ngòi gí nữa. Ngòi rí. Cái sao vậy? Cậu chồng mình cũng rất thích ăn ngòi rí luôn. Nha. 바다 가서 딱 날씨에 가면 해를 뜨면 진짜 진짜 배. 맞지? 강은 땅에서 크기 때문에 낚시가 절대 안 돼, 이게. 힘들어. 낚시도. 강은 그저, 그 시켜야 돼요. 호다리는 근데 또 광어랑 비슷하게 땅에 사는데, 강은 잘 낚시가 잘 안 되지. 안 되네. 호다리는 잘 되지. 어머니 얼굴 뜨려요. 왜 쑥 끼고 드세요? 안 그러면 장 막 lên chứ mẹ mình ăn mặt mặt cúi xuống không à? 맛있으니까. 왜 mình ăn mắt cỡ ăn mà cúi xuống không à? 왜 nó ăn như cậu chồng mình nè, ngẩng mặt lên nè. Vừa xanh chân chưa? Nhưng mà ăn cái mặt chưa? 맛이 있을 때다. 배참 먹겠다. 먹어. 하이 chị em nhiều miếng thịt bụng. Em thiêu chị ăn. Chị thấy gì đây? Đấy, đấy. Anh. Sốt giảm rồi hay sao? Mình kêu mình ăn. Nãy nãy sốt giảm rồi, mình muốn ăn. Còn mỡ mỡ sao? Phui mỡ. Thế rồi, thế rồi, rồi đấy. 처음에 왔는데 얘 진짜 못 먹거든. 지금 그래도 먹는다 조금씩. 계산을 안 먹어봐서 못 먹어. 매번 nói hồi đó mới qua không có ăn được gỏi luôn á. Bây giờ bắt đầu nó ăn. Gì mẹ? Nhẵn hả? Ở đâu vậy? Ủa thì sáng rồi. Hả? 이거 뭐지 말아? 뭐야? 크리스마스 그 썰면. 아, móng tay. Trời ơi, mới xem móng tay ở đâu nữa nè. 예쁘지? đẹp quá ta. 베트남 갈 때 안 먹고 못 해가지고 오늘 갔어. 일찍 사와. Bữa nay mới làm móng nữa. Đợt về Việt Nam làm một chặt rồi, bữa nay làm lại một chặt nữa. 이거 하러 밖으로 갈 거면 나 몇 시에 가는 거 물어봐봐. 네 시. 네, mình hỏi biết tao làm cái bộ móng này tao thức dậy từ lúc mấy giờ không? 4 giờ sáng. Tại vì ban ngày bận á, mọi người không có thời gian để làm á, cho nên là muốn làm phải thức từ 4 giờ sáng. Gặp mình là mình ngủ mẹ cho rồi. Móng tay cắt từ lũa gì nó khỏe không? Này, cô già. Thế thế mà tên sạc mắt rồi anh già. Bông sếp cật. Màu xưng, màu có màu xưng. Cái này mới chứ bảo nướng nướng kia chất mẹ phải thật mấy cô là không bao khổ. Cô sát xưng mình sẽ xưng xưng mình cơ lưu gắn được. Sát xưng mình. Kiểu gì? Cái con tường lọc đó mọi người. Tường lọc nó... Nó kéo xe ngựa đi phát quà. Nhớ xin đó. Sở hữu bởi vì sở hữu gì. Xem nào rồi. Bé sao thì chỗ kia đó. Cứ sao? Bé sao thì mát xịt xin cả. 정말 다 뜯어 둘이 다 먹었다. 이게 진짜 배기. thèm nhỉ nước miếng là mọi người chim sống khơi rồi này. thèm nhỉ nước miếng là. Wow, có mà mất tiền.
아, 그 숭어 그거보다 훨씬 여기잖아요. 아, 숭어 먹더라고. 그 살도 부드럽고. 그래. 숭어는 돈이 얼마다? 난 가장기 좀. 가장기. 강어는 실어 얼마씩 하던. 숭어 얼룩보다. 맛있어. 님 thấy ăn ngon quá, mọi người thèm quá, muốn một shipper. Mua. Thèm không dám ăn. Chế độ chế độ. Số một. Chế độ chế độ. Còn số gạo chưa có một cái thứ mà xin nhỉ, tôi nói. Mẹ mình nói ba cái ngò rí bây giờ nó còn ngon hơn lúc mùa hè. 근데 베트남 가서는 얼음 고수 못 먹다 그래. 왜요? 맛있어. 없어요? Nhưng mà mẹ mình nói hôm đợt rồi đi từ Đà Nẵng á, không có ăn được ngò rí, không thấy. Uống chứ chưa được ăn được có số ăn không có. Đi mấy cái quán con thấy ăn ngò rí nữa. À, tại ăn chưa đúng quán thì sao? Nhưng mà chúng mình chúng mình mặc như cái thảo lừa không như thế nhỉ? Nhưng đáng ngờ có số mấy ta vậy. Có số cho ăn cũng mới ăn nhỉ? Nè, em muốn tự làm chung luôn đấy. Cậu chồng mình nó không ngờ là thích ăn ngò rí dữ lắm luôn mọi người. Em muốn tự làm 모든 야채는 그냥 다 올려. 이게 향이 나니까 다른 사람들 다 안 먹더라고. 남자들. 근데 이거 몇 개 올려서 먹거든. 근데 뭐 신기하다. Dòng họ bên chồng mình sao ai cũng ăn được ngò rí gì trời. Thế tôi đi chiếc bèo với người chạy mốt thôi á. Đồng dân sang thì chỉnh nên sao đâu tới đi. Chạy mốt nên tới. Nhưng hàng xa thì sẽ bằng nhóm tôi đã không được. 네가 안 먹어서 그렇지. 민물 해든 바다 해든. 민물 해 많이 먹으면 안 돼. 저 숯불 먹고. 저 여기 저기. 강원에 있는 거. 저기 그 지방 간 있는 사람은 강원 그 민물 해도 많이 먹으면 안 돼. 안 가는 거, 뭐 안 가는 거, 안 가는 거, 안 가는 거. 지방 간 있는 사람은 안 된다. 맞는 안 가잖아. 마늘 고추랑 말. 마늘. 어, 나이 안 나이 뭐 원 떠. 이거. 나. 이제 매면 뭐 해. 아쉽다. 안 가져 너 뭐 해. 어디 많이 떠. 아저씨들 해준다고. 아저씨들. 뽑으면 해가 많네? 나도 얼마 안 먹는데 젓가락도 안 질려져 올 건데 앉아. 큰일 나. 포구가 보이다. 큰일 나. 이 항상 안 먹어 얘야. 일어나서. 으으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 으
입이 다 들어가는가? 뭐 이거 한 개 문이 걸렸다. 아, 채가 많다. 많이 있는데 안 가? 이따가 그럼 못 사줄지. 됐다 그냥 뭐. 차 해갖고 나 한 입 주세요. 줄까? 네. 다양한 거 맨 그런 나게. 고수도 다 먹는데. 괜찮아요. 삼자. 삼자. 그 주자 안 먹어요. 어? 고고심을 해. 그냥 될까요? 네, 다 먹어야지. 아무래도 안 되거든요. 먹고 싶네. 먹어. 맛있지? 응. 진짜 맛있어. 대륙물 하면 강을 뜯어 먹어야 돼. 근데 막 강을 빙어하고 뭐 약을 먹어야 돼. 응, 이거 쌈. 아, 정말 좋다. 맨날. 살이 쫀쫀쫀쫀하게 진짜 맛있다. 와, 이 빡대기가 밥을 하면 해만 먹고 있네. 네, 애들 안 먹고 밥 먹어, 항상. 애 집에 해만 딱 먹고 밥 먹는 거.
니네 집에 또 가면 안 되겠다. 먼저 뭐 해를 사다 떠다 보면 되겠다. 그러니 내가 낚시 가서 해를 먹는다. 안 무사 먹고 낚시 한 번씩 가야 되겠다니. 그래 해를 먹자. 매맨날 그러니 해마다 낚시하러 가자. cậu chồng mình thích ăn cơm lắm. Mà bữa nay ăn gỏi không à? Không ăn cơm. Cậu chồng mình thì nói ăn gỏi xong rồi mới ăn cơm. 그럼 낚시 와가지고 바로 쑥쑥 해 먹는다. 하고 ăn làm gì đấy? Đi ăn gỏi là. 그래도 빼는 이제 면도 해 먹고. 가을 매운 거. người Hàn Quốc đi câu cá ở ngoài biển đó mọi người là bắt cá xong là ăn sống liền tại chỗ luôn ngon lắm. Mà đi câu cá tốn tiền đó, một lần là mấy chục ngàn hay sao, mấy chục đô rồi. Đi ngoài đảo câu giống như là người ta đi chơi luôn vậy đó. Ăn hết trơn nổi luôn. Bên thứ hai mình sẽ ra ít nè. Khẳng lấy cái gì nè. Còn nữa. Mẹ mình hỏi bên Việt Nam có con cá Hoàng ơi này không, mình có không biết nữa. Chà mua nó ghét xì à. Nhưng nếu mình nghĩ là có nhưng mà không, mình gọi ý kiến nên đề mà hơi ẩm thôi. Rồi, ăn no xong xôi rồi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mẹ mình nha. Đăng ký, nhấn chuông, và comment ủng hộ cho kênh Sửa Sơn TV. Tạm biệt mọi người.